Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Rồi thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái tựa game Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Đây là dự án mà mình bắt tay với lại bạn Yu-Gi-Oh! Tourist để thực hiện. Thì nói chung là sẽ có một số tập sẽ đăng bên kênh của bạn ấy, còn một số tập sẽ đăng bên kênh của mình ha. Thì nói chung là tùy tập thôi. Thì bữa nay thì chúng ta tiếp tục ở cái tập show mình đánh là ở số 11 này. Lần trước, 3 tập trước thì bạn ấy đều thua. Bạn ấy nói vui với mình là hôm đó là gặp cao thủ thách đấu. Nhưng mà có bạn thì bình luận nói rằng là bạn ấy cố tình thua thì thôi, với mình thì không sao cả. Nếu mà về cơ bản thì nói chung đó là relay rồi thì nói chung là sẽ có cái diễn xuất ở đây. Cho nên là nếu mà bạn ấy cố tình diễn là bạn ấy thua thì cũng rất là vui đó. Nói chung chơi có ăn có thua cho ai nó đỡ buồn. Chứ mà chơi ăn hoài cũng kỳ đúng không các bạn. Rồi ok, hôm nay vô trận 11 nào. Mình không có nhớ cái tên folder nữa nha. Cho nên là mình cũng không biết là bạn ấy đang dùng kỹ thuật gì mà để vậy cho nó bất ngờ. Rồi có Kuribo, có con Gigan Game với lại con Sagan, rồi mình chưa đón được bộ bài nào. Nhưng mà đa phần những con này thì đều là quỷ, nên khả năng cao đây là bộ quỷ nha các bạn. I activate my spell card. Hey. Xin lỗi các bạn, tối rồi mình cũng bớt cái loa lại một tí mà các bạn không cảm ha. Nói chung là tiếng game thì nó không giảm đâu, nhưng mà mình thì phải chờ mấy người tới mình dặn cái loa lại, tại mình để cái loa trên cao tí. Rồi mặc dù đây là bộ, nếu mà đây là bộ quỷ thì nó cũng hơi sai nha, tại vì nó có mấy bà sơ ở đây nó hơi buồn, hơi không hợp lý xíu, mà chắc mấy bà sơ này chắc là Valak rồi. Rồi ok, nói chung là thôi Valak bắn sợi lắc ở Đắk Lắk bị công an bắt. Ok rồi, để xem nào. Nói chung là cái nó chơi với cái lá qua bô cung này là giá trị khá là cao, tại nó cứu mạng mình một lượt ấy. Nó gần giống như miếng chiến bài, nhưng mà cái này thì nó khiến cho đối phương đánh là không có gây sát thương nữa. Rồi ok, con này thì không đáng sợ lắm, tại chứ là nó mỗi lần nó bắn xong một con thì nó sẽ bị suy giảm sức mạnh. Ngoài ra thì nó chỉ có thể bắn quái thôi, nó không thể bắn trực tiếp vô máu của mình nha, tại cái đó các bạn khỏi lo. Ngoài ra con đó là tính là chiến binh nha các bạn, nó không phải là quỷ gì đâu, mặc dù tên nó là Zombira. Ban đầu mình còn tưởng nó là zombie hay là quỷ gì đó, nhưng mà cái nó là chiến binh. Ngoài ra các bạn kết hợp nó với con đầu lâu nước thì nó sẽ tạo ra con chiến binh cuối cùng đến từ hành tinh khác. Như là nếu các bạn chơi Fusion thì con đó cũng khá là ok. Ồ, có mã hà vật lộc ở đây nữa cơ. Con này nó tên là Maha Valo, nhưng mà mình thích gọi nó là mã hà vật lộc hơn. Đó, các bạn thấy giá trị của lá này chưa, nó dở lên cái là coi như là sát thương là miễn hết. Miễn sát thương nha, không phải là làm cho tất cả khả năng tấn công của đối phương về mức không đâu. Rồi ok. Dạ, lẽ ra bạn nên quăng ra kia ra trước rồi mới thu lá này về. À, thôi kệ, tại vì bạn thích thì mình cũng không nói làm gì. Tại mình thì mình thích lá Rakigi hơn. Nói chung là bạn này bạn ấy chơi thì bạn ấy không có cấm bài nha các bạn. Nhưng mà mình chơi thì có, thành ra có Rakigi rồi mình không có dùng. Rồi mình thì không nghĩ là bây giờ chúng ta nên phá cái lá tâm nga từ tuyết này đâu, chúng ta nên thủ thêm một chút. Nhưng mà muốn công thì tùy bạn thôi. Rồi ok, mình còn 26 lá, đối phương còn 30 lá. Nói chung là bạn thì luôn luôn để ít bài. Cái phong cách chơi của mình với bạn này hơi ngược nhau. Bạn ấy thì luôn để cho mình ít bài hơn đối thủ máy, còn mình thì luôn luôn cầm bài nhiều hơn đối thủ máy các bạn ạ. Nói chung là đây là cái sự khác biệt trong cách chơi giữa mình với bạn ấy. Thì chuyện đó cũng bình thường thôi, mỗi người có cách chơi riêng chứ không thể nào ai cũng giống nhau được. Điều đó nó tạo nên cái sự thú vị của cái tựa game này. Mặc dù là một cái tựa game cũ ra mắt từ năm 2003, nhưng mà cái tính biến tấu trong cái trò chơi nó rất là cao các bạn. Rồi ok, có con à. Ồ, tính chơi 1-1 luôn. À không, bãi quăng ra cái ghi ra các bạn. Cái con quỷ giáp vàng da xanh chấm đỏ như tráng này là các bạn có thể úp nó xuống rồi các bạn ngửa nó lên nha. Nếu mà các bạn làm vậy thì điểm công điểm thủ của nó tăng thêm 500. Nói chung đây là một trong những con quái 4 sao mà có thể nó khá là lợi hại. Các bạn giết nó các bạn còn debuff 500 nữa cơ. À, nó cũng khôn đấy các bạn. Tại nó làm vậy thì mình không bắn tiếp được. Mà thường thì ít khi nào mình thấy AI nó dùng cái cách này lắm. Để mà nó chơi mình đa phần nó quăng thẳng ra nó chơi luôn không. Tại vì nói chung con này dù nó không úp xuống thì nó đã nguy hiểm sẵn rồi các bạn. Mình bắn người chết nó là mình cũng chịu thiệt luôn. Thật ra điều khi mình bắn con này á, là mình lấy con 1009 mình bắn nó luôn. Để cho nói sao ta. Để cho hai con cùng chết, chứ không rồi con mình bị búp tự nhiên yếu xìu. Tại mình muốn bắn nó là cũng phải là con mình cũng phải 2000 trở lên đúng không nào. Là ấn như là 1950 mà hình như bản này góc này thì không có con 1950. Cái mod của bản của Madrid thì nó có cái con hệ đá đó. Thì cái con đó nó mới có 1950. Rồi ok, mã hà vân lộc khá là kinh đấy. Rồi bắt con mã hà vân lộc về.
biết mình đủ quỷ à, đủ rồi sao lại không đủ được, nãy giờ biết nhiêu rồi, đủ sức gọi con Nerofia ra rồi các bạn. Rồi quăng thêm cái cà ra nữa đồng chí. Không quăng hả? À? Quăng thôi. Hay là tại còn một lá tráp nữa, người ta mình nghĩ úp cái cà xuống rồi chắc ăn. Nhiều khi nó là Marufo đó thì có gì còn sống được chút xíu. Chứ lại có con Mã Hà Văn Lộc ở đây thì cho nó phá bài nó luôn. Tại lượt sau mình cũng phải trải mà tại hết dáng rồi thôi. À, nói chung giá này hay, bộ này là bộ xác định là bộ quỷ rồi các bạn. Tại vì nói chung là nếu mà nó không phải là bộ quỷ thì nó cũng sẽ là một bộ bài mà lấy quỷ chỉ là nền tảng. Tại vì á là muốn gọi con Nerofia ra khó hơn mấy con hệ khác kìa. Hệ quang á thì đòi hỏi hiến tế phong ấn hai con hệ quang, bất cứ hệ nào cũng được. Hệ phong, hệ thổ, hệ hỏa, hệ thủy á thì chỉ bạn chỉ cần quăng đúng một con phong, một cái con đúng thuộc tính của nó vô phong ấn là xong. Nhưng mà cái hệ bóng tối á nó lại chỉ chấp nhận bài hệ quỷ thôi các bạn, và bản chứ nó không chấp nhận những con hệ khác nha các bạn. Thật ra là nhiều lúc là cái con Nerofia rất khó gọi ra, tại vì muốn dùng nó chắc chắn bộ bài của mình phải có nhiều hơn ba con quỷ. Tại vì đơn giản nó chỉ đúng có đúng ba con thì nhiều khi là không đủ nó ở dưới mộ để gọi nó ra đâu. Rồi đó, thành ra dùng con Nerofia này là các bạn hết sức cân nhắc nha. Còn ví dụ như quái hệ âm thì thường nó có thể là zombie, nó có thể là đủ thứ khác được rồi, chứ không riêng gì là không biết nó có thể là pháp sư luôn. Rồi ok, chơi tiếp nè anh em. Hay đây, hay đây. Rồi nói chung là hai bên đều 40 lá ha. Bạn ấy còn dùng cái lá Empire Order luôn, nói chung là cái lá này kháng phép mà. Tại bạn ấy không có cấm bài thì bạn ấy dùng lá này được. Takiki với lại cái lá Empire Order này là không có bị nói chung là bị cấm nha các bạn. Ở phiên bản này thôi, về sau thì mình thấy hình như là nó cũng không có hạn chế dùng nữa. Qua bản Legacy thì thấy là nó có ghi là hạn chế dùng. Nhưng mà nói chung là các bạn muốn dùng thì cũng không sao. À, rồi ok, bài này của đối phương là có phong ấn nè. Rồi ok, là có bao nhiêu đối phương đổi bài rồi đấy. Kinh. Con này nó có mặt trên sân là nguy hiểm nha, tại vì nếu mà có mặt trên sân thì là nó phong ấn hết luôn á, con nào chết nó phong ấn rồi đó. Nó không cho chúng ta hồi sinh đâu, nguy hiểm đấy. Rồi ok, hay. Cho cái lá này của nó xuống phong ấn luôn. Đùa mình mà được. Rồi. Ok, cho nó biết tay đi. Gì đây, thì kêu gì đây? À, có kháng phép. Mình có thể bỏ một lá phép của mình xuống. À, bạn ấy không bỏ, đúng rồi, sao bỏ được. Tới lúc quăng đặt cái ghi ra rồi. À, hết kêu hai con này luôn các bạn. Chà, phong ấn dữ giờ dữ dằn như anh ta. Phong ấn vậy là hơi bị ghê đấy. Rồi thôi, ok, không sao, mà thích phong ấn thì mình phong ấn thôi mà. Rồi ok, giờ thì hết phong ấn rồi các bạn. Mỗi bên bị ba lá phong ấn. Rồi có cái lá cái gì đây, bạn cầm theo cái lá ra, cái gậy rồng này để chi. À, nếu mà cầm con này thì phải cầm theo cả con thủ lĩnh rồng nữa. Rồi mỗi bên 5 lá, ok, vậy đi cho nó đỡ cực. Ồ, có rồng cái mắt xanh đây luôn hả? Phải mà chơi bộ rồng mà. Chà, giá này biến tấu đã ta. Hay đây. Cái gì đây? Nó khô luôn, ôi trời ơi. Mình không có kháng phép rồi. Tao một miệng quỷ thì không đáng sợ lắm. Ngàn máu thôi. Tại mình cũng đang không có lá hành tinh đây. Giờ có quăng xe hết ra bắt nó về thì cũng không được. Đã chưa đè được, với lại giờ đang có cái gậy rộng đây đừng chả có gì sợ. Cái này là cái sáo rộng như vậy. Rồi mình gọi được con khác lên thì thường tâm một người quỷ nó sẽ không bắn được. Rồi thủ lĩnh rồng xuất hiện. Có con này ở đây là ngon rồi, nó giúp mấy con rồng kháng phép luôn. À, có lá kháng tráp rồi rồi. Mà được có 1 con thế này là được, như được tới 2 con rồi vậy. Rồi ok, bắt về. Bắt luôn tâm một người quỷ đi. Rồi ok. À đúng rồi, bây giờ nó bắt không lên, không lên. Lại bắt về thì con Zubira nó không bắn được. Gì đây? À trời ơi, tao một vị quỷ mà cũng làm tàn. Thì ha, không 3 ngàn thì 2 ngàn vậy, chắc muốn rút thêm lá nữa đó mà. Có lẽ mình úp cái món cái khóa dạng năng xuống rồi nha các bạn. Rồi ok, tại úp cái khóa dạng năng xuống có gì lượt sau mình phá tráp của anh. Mà không quá thôi, lượt sau thì mình rồi ok, lượt sau mình tặng ảnh lại 1 ngàn máu. Coi như là hai bên cách nhau 3 ngàn ha. Ok. I activate my spell card.
trời, huyết khoang của con bạo hơn quá mình còn lá này mà hơi hao rồi đấy, 3450 máu để mà bảo vệ mấy cái lá bài này là mình lấy tiếng hồi hụi rồi đấy. Chẳng thà anh em cái lá mấy cái lá này chắc ăn phép theo mình nên thôi. Trời ơi, cái gì đồng tiêu đồng trái mắt xanh của mình rồi. Trời ơi, mắt rồng trái mắt xanh của mình rồi. I activate my spell card. Trời, rồng trái mắt xanh thêm cái rìu này nữa, thêm cái tuyệt vọng chiến phủ này vô nữa, ai chơi lại. No, wait. A trap. Mình quên mất ảnh đã còn lá này ở đây. Thật ra mình tưởng là lượt sau mình lấy cái lá xem hết, mình bắt nó về mình bắn ngược lại là xong. Nhưng mà đúng là lượt này mà mình không có lá này là coi như mình thua luôn các bạn, tại vì mình hết máu rồi. Nó bắn phá là đi sạch máu luôn, 3.000 thì còn đủ máu chơi tiếp, mà 4.000 thì xong. Ok, một pha phản công khá là đẹp đấy. Rồi, ok, tập số 13 nào. Rồi, vô tiếp. Hay đây, rồi bộ bài nào đây, bài cầm 44 lá nha các bạn. Rồi, có con này là bài chơi bộ thủy rồi. Nhưng mà bộ thủy bỏ con Shinzo lại vô là hơi dở, thì bộ thủy nó thích nó vô cái sân Umi hoặc là Mesto dân vô cái sân Ubika. Rồi bạn ấy cầm Shinzo thì hơi dở, Shinzo nó tụi âm mà nó là máy móc nữa. Vô cái sân Umi thì nó sẽ bị giảm điểm, sân Umika thì nó không sợ. Nhưng mà sân lúc đó thì mấy con quái thủy của mình nó lại bị giảm điểm. Cái gì đây? À chơi vậy luôn hả? Nhưng mà giờ chúng ta đang cầm 7 tháng nhiều, chơi vậy là hơi lỗ. Chà, kèo này hơi tiếc đó nha, tiếc con sao biển đấy. Rồi thôi không sao, chơi phải chịu vậy. Ủa sao không phá luôn cái lá trap vậy đi. Rồi thiên thần tỏa sáng. Chà trời ơi, ánh sáng của thiên thần là ấm áp các bạn ạ. Úp xuống rồi, thủy đường đen úp xuống. Ok, vẫn không phá trap à. Không phá thì thôi tùy bạn, nhưng mà mình đang thắc mắc là sao không phá đó. Tụi mình phá nãy giờ rồi. Rồi, lấy con linh hồn của nước ra. À, bạn có summon luôn à. Hay, tính mình cũng thích cái con linh hồn của nước này các bạn. Nó quay cái bài của đối phương ở lượt M1. Trong khi đó thì mấy cái con này gió nó lại quay lượt M2. Rồi, ok, hay. Linh hồn của nước là đỡ. Yeah. Rồi ok, mình đang thắc mắc là bạn tính làm gì với lá này đây, là bỏ con nào? Bỏ cái bình server xuống là hơi lỗ nè. Thôi kệ, tùy bạn. Cái hoa của con bạo luôn à. Mình bắn pha này mình hơi sợ Marufoy nha. Xin lỗi linh thế. À quên mất bạn có lá này, bạn đâu có sợ đúng không? Nhưng mà 3.000 là hơi chát nha. Rồi ok, hay quá. Ôi hay quá, xá là hay. Gì thế này? Tình huống gì thế này? Thiệt là một tình huống khó đỡ các bạn. Thật không thể tin được. Một tình huống không thể tin được các bạn. Toàn mấy ông nhà tiên tri này chơi nhau thôi. May mấy ông này mà dẫn công tung trưởng nhau thì hơi bị ghê đấy. Làm cái này chắc là đệ nhất tiên tri vũ trụ rồi các bạn. Pha này là đệ nhất tiên tri vũ trụ thú thiệt rồi. Làm mình nhớ tới cái con mà nó chuyên gia nó đoán ở bên Warhammer ghê vậy đó. À chắc bạn để dành cho lúc này gì. À lại lắc phép à. Rồi úp xuống đi bạn ơi. Chắc của bạn cũng thấy là không cần đúng không? Mà mình nghĩ là dịch. À ok, pha đã úp xuống là lỗ rồi. Tại nó kéo 3 con. Trường hợp này nó kéo 2 con thôi. Rồi cái bình là ngon. Rồi cái này bỏ xuống, con này bỏ xuống luôn, lỗ. Tại con này nó là xung mình nó không cho ra kiểu này. Úp xuống hết đi, phải là mất đấy. Đúng rồi, bạn chơi cái này là bạn tư duy giống mình. Tại cái lượt sau mà nó bắn cái bình là mình mất bài. Trời ơi, ma điểu linh vũ. Tại là không có cấm bài cho nên là nó có thêm cái lá ma điểu linh vũ này nữa. Rồi ok, đối phương úp bài xuống luôn. Úp xuống, ngửa con này lên, lấy 5 lá. Rồi sau đó mình đoán là mình sẽ ngửa cái lá phép thuật, cái lá của phù thủy hùng tinh lên, mình lấy ra cái gì mình đánh tan cái lá kia là xong. Sau đó là mình dùng một con rồi đó mình bắn là thấy cái bình gõ đầu nó cũng được rồi, khỏi cần ra bài. Nhìn là biết cái ý của bạn rồi. Ok, lấy con nào mà lấy cái bình đi bạn ơi. Đúng rồi, quýnh nhẹ thôi, tội nghiệp cho ơi các bạn. Nếu sao thì đây cũng là nhân vật chính diện, ban đầu thì hơi khó ưa tí mà cũng được.
nói chung là nhân vật này ngáo ngáo đi bỏ vô phim là để làm hề thôi, nói chung là thành ra chúng ta cũng nên nhẹ tay với anh ấy. Còn đối với những cái người như Maric rồi đồ mới nên nặng tay, cái ba thì cũng không nặng tay các bạn, tại cái ba là cái người có vấn đề về tâm lý nên chúng ta nên thông cảm cho anh ấy. Với lại chúng ta cũng nên làm thân với cái ba, các bạn chơi với nhà giàu chứ bao giờ là chuyện tiền cả, vấn đề là các bạn cũng phải có giá trị thì người ta mới quý, còn không thôi là các bạn người ta sẽ xem ba là cái thằng hay chơi và lợi dụng ấy các bạn không. Nhưng mà chơi với người giàu đi thì không có thiệt đâu mà sợ. Vấn đề là chúng ta phải, một là chúng ta ngang hàng họ, hai là chúng ta phải là có năng lực. Chứ còn các bạn chơi mà kiểu mà nhà nghèo với nhà giàu thì nó cũng chả coi các bạn ra gì đâu. Hẳn qua đó cho nó hào phóng, nó ban ơn tí rồi mà đỡ có được người giàu hào phóng nha. Nó đụng mấy đứa kêu kiệt đừng có mơ đó. Nói chung là nó dễ bị tẩy chay hay là dễ bị cô lập lắm. Thành ra là tốt nhất là như là bạn muốn chơi với con nhà giàu, bạn nên là con nghèo khó ăn ấy, mình hay nói vui vậy. Rồi ok, tập 14 rồi, coi có cái gì. Làm video nhiều khi cũng hơi cắt nước các bạn không nha. Rồi ok, bây giờ nãy mình mới gặp cái thằng hề này xong, giờ qua đây bạn dùng ha. Rồi rút được rồi, bỏ hàng hề xuống, đúng rồi. Giờ chứ còn một con quỷ nó chết nữa là mình gọi được Herophia ra. Bạn đây hơi con khỉ này để làm gì thì mình chưa biết nha, nhưng mà thôi kệ, tùy bạn. Mình nghĩ là mình muốn dùng cái sắc ướp rồi đó, nhưng mà không biết là bạn có muốn dùng hay không. Thật ra mình sẽ quăng ra kia ghi ra thì hợp lý hơn. Bạn đây hơi gắt Corona. Con khỉ này thì mình chả biết là nó có giá trị gì, nhưng mà thôi kệ, cứ dùng tạm. Rồi 400 thì thôi không sao, không nhiều lắm. Chơi đi. Nói chung là lần này AI không có đổi bài nhiều, mà chúng ta mới là người đổi bài nhiều các bạn. Trời đất ơi. Thôi kệ nó cũng không sao. Mình cho cái con quỷ của mình nó xuống kia. Ê trời ơi. Rồi ok, bị Corona này bị khống chế rồi các bạn. Ây da, tội nghiệp Corona quá. Lượt sau thì mình gọi được con Aerophia ra rồi. Trời, dập dịch ngay lập tức luôn. Rồi, dập dịch vậy được, vậy là tốt. Dân được nhờ các bạn. Công nhận là Zoe có cái hệ thống kiểm duyệt ghê thiệt. Vậy đừng nói Marufoy nha. Thật ra bây giờ nó như vậy thì không sao. À rồi ok, đồ mạng 4.000 thì bình thường. Trường hợp này thì không kích hoạt được cái effect của con Aerophia mà thôi cũng không sao các bạn. Muốn dùng con sắc ướp này thì phải có một ít nhất một lá bài trong tay, thì nói chung là lượt sau khả năng cao mình có 5 lá rồi khỏi lo. Aerophia nó chết vậy thì chúng ta hồi sinh nó được nha. Ủa con gì đây? Con này mình thấy nó rồi, mình biết nó rồi, mình có được nó rồi, nhưng mà mình không biết cách dùng, hồi nào mình hầu như thấy nó bèo quá chả muốn dùng. Nhưng mà thấy con nó giống thằng mã cái chân hơn, không biết để làm gì. Rồi 700, giờ hai lá đó không phải là hai lá chống công. Đem theo lá hồi máu chi vậy đồng chí? Bộ bài này mình không nghĩ là nó cần hồi máu nha, nhưng mà thôi kệ, bạn thích thì cứ chơi thôi. Tại mình muốn biết được ý đồ của bạn khi mà các bạn chơi, dùng bạn dùng một cái bộ bài nào đó. Còn ví dụ như bạn giờ làm vậy thì à rồi ok, có con Cyber Stand thì mình hiểu tại sao bạn có đó, tự nhiên là để hồi máu thôi. À con này nó phá trap à, phá 7 à. Con phá mấy cái úp xuống ghê thiệt. Thì ra giá trị của con này là như vậy. Rồi ok biết rồi, 2 2 2. Rồi tam thủ lục nhãn bạch long luôn. Ok 2. Rồi cảm ơn bạn nha, bữa nay mình học được cách sử dụng cái lá này rồi. Tại nhìn cái con này gầy nhôm nó mất thẩm mỹ quá, mình chả muốn dùng. Nó tên là Rin cấp 3. Rồi ok, nó là con cấp 3 các bạn ạ. Thiệt là ok, bữa nay mình học được khá nhiều từ bạn ấy. Vô là rất cảm ơn những cái video này của bạn ha. Rồi ok, tập cuối của ngày hôm nay nào. Đúng rồi, là dán cuối chứ đâu, xin lỗi. Dán cuối ngày hôm nay nào, dán số 15. Ây chà, rồi ok, lần này bạn chơi máy móc à. Mình thì chưa biết rõ là bạn đang chơi thì cũng âm này chơi máy móc nha. Tại vì con này thì nó có thể xuất hiện ở cả hai bộ. Rồi, úp đá này xuống thì tính ra cũng hợp lý. Để nó phong ấn nha. À, hao phá này thôi. Không sao, phá là hồi sinh thì cũng không tiếc lắm. Gì đây, ngựa. Con gì đấy? À con này cũng võ ma người ta. Rồi bắn trúng cái rồi, trời ơi. Cái bình Cyber này nó chơi một quả là hơn Mastermind luôn á. Rồi lại đồ nghề phá trap nữa. Như là đồ nghề phá 7 của mấy hạng trộm các bạn. Đúng rồi là của băng đảng luôn, chứ ba đến là băng đảng, phải ăn trộm là chữ thiếp. Nhưng mà thôi kệ nó, cứ coi như nó là đồ nghề, nói chung là giảm phá giảm năng đi. Cứ chơi với các bạn cầm được cái đó qua bên mấy cái game Storm hay là chơi Resident Evil mình lụm được cái đó mừng lắm á. Tất nhiên là mấy cái bản Resident Evil đầu tiên nha.
ở dưới Resident Evil như hiện tại thì cái món đó nó bay lâu rồi, họ chả dùng máy tại bây giờ nó chuyển thành thế game hành động rồi, nó không gọi là game kinh dị nữa các bạn. Thật ra nó vừa kinh đời kinh dị mà vừa hành động, nhưng có điều hành động nhiều hơn ngày xưa, hành động ít kinh dị nhiều, giờ ngược lại. Nhưng mà không sao cả, dẫu sao game vẫn hay, vẫn thu hút được cả fan. Nói chung là người cũ thì có thể sẽ cảm thấy là hơi hụt hẫng, thậm chí có người là chơi Resident Evil phần 3 hay là chơi luôn phần Veronica rồi là bỏ luôn, không có chơi nữa. Tại vì đơn giản từ khi mà hỏi ra qua Resident Evil phần 4 qua 3D là họ không muốn chơi rồi. Thật ra mấy bạn trước đó thì nó là 2.5D chứ cũng không phải là 2D đâu, nhưng mà người ta quen với kiểu chơi cũ rồi, quen cái kiểu mà camera với lại cái tăng control rồi, giờ qua cái kiểu như bên Resident Evil 4 nhiều người bỏ game. Rồi ok, cái này một lần mới kéo được hết máu đối phương ta. Tại bạn có cái động cơ, có cái tăng cái công suất lên thì mình có thể đoán được một phần ý đồ của bạn. À nó cho quăng ra trong trường hợp này luôn à. Lần này được rồi, dư sức dư sức. Còn giá này tốc chiến rồi đó. Giá này kết thúc bất ngờ đấy. Tại mình không nghĩ là cái lá phép là có thể quăng ra trong quá trình sử dụng. Nhưng mà nếu chị quăng ra ngay từ đầu luôn cho rồi, việc gì phải đợi cái bắn con khỉ được đen bắn xong rồi mới quăng vậy. Thế là bạn muốn cho mình biết là con này có thể quăng ra giữa trận, không nhất thiết là cứ phải quăng ra ngay từ đầu. Rồi thì nói chung là cảm ơn bạn ha, mình đã học được cách sử dụng một số lá bài mới trong cái video này. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Game này tên là Yu-Gi-Oh! War of Chaos nha. Các bạn có thể tải được nó trên Google, game này cũ rồi, thành ra là hầu như là những cái chỗ cho tải miễn phí game này khá là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.